Trời 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 trời. Cái hàng, cái hàng, cái hàng. Cái quá trời con cá. Con cá này bự lắm anh em ơi. Ôi 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 ôi. Xin chào mọi người. À, bữa nay mình sẽ đi câu sông và hôm nay mình đi với bạn Thương Vlog tiếp nha mọi người. Đây đây là bạn Thương Vlog. Thì giờ bạn Thương đang bắt đầu kéo neo nha mọi người. Chào mọi người. Thương cũng làm YouTube luôn nha, kênh YouTube là Thương Vlog á. Thì có ai mà thích câu coi câu tôm, câu cá đâu mà đi xuồng ghe đó thì có thể qua kênh bạn Thương xem nha. Ok mọi người, thì giờ hai anh em mình sẽ lên đường chiến đấu nha. Thì đây mọi người, đây là đồ nghề của hai anh em mình. Thì bạn Thương là đi hai cây cần này, là cần gì mình cũng không biết luôn nè. Mà có một cây là cây cần đặc, còn cây nữa là Yamamoto gì đó. Đó, cây này chắc 2m4 hả Thương? Dạ, 2m4 nha. Thương đi hai cây 2m4. Hai cái máy Shimano FS4000. Máy này bữa hổm bắt cá lăn 16kg phải không? Đúng rồi, cục máy đó đó. Ờ, cục máy vậy bắt cá lăn 16kg mọi người. Thương nói là nó chạy hết dây luôn nha. Còn mình là mình sẽ đi hai cây Ashino cắm gốc nha mọi người. Hai cây HK01. Đó, thì cây này cắm gốc 2m4 nha mọi người. Thì cây này là tải tỉnh thì được 1 kg. Và mình cũng đi là hai cái máy Shimano FS4000 luôn. Thì mình đi là đi dây mê công màu tím nha mọi người, 0.52. Còn bạn Thương đi dây này mình không biết dây gì nữa. Đi xanh yêu yêu mà dây này chắc cá cơm hay gì quá. Còn mình đi dây mê công. Ok mọi người ha. Còn mồi câu, đây mồi câu hôm nay là câu cám mình pha nha mọi người. Đây cám mình pha. Và câu chùm nho thôi mọi người, chùm nho 4 lưỡi, lưỡi U13 Trung Quốc. Chùm nho này bên mình bán là 60.000 một chục chùm. Cám 50.000 một bịch. Cần câu này là 650 một cần. À, máy là 395.000. Nếu mua cần với máy là tặng luôn cần dây. Ok ha. Rồi bây giờ lên đường nha mọi người. Đó, thuyền trưởng của chúng ta sẽ đưa đi câu bè nào đây. Hôm nay là mấy hai anh em mình sẽ lấy xuồng chạy đi tới bè và cặp vô bè câu chứ không có lên bè nha mọi người. Sống nước hết rồi mọi người ơi. Sống quá, sống quá. Hay quá sống. Đây mọi người, thì mình câu bè cho nên là mình sẽ sử dụng cái lục lạc nha mọi người. Cái lục lạc này á thì mình sẽ làm như thế này đây. Đó, để cho cá nó ăn thì mình cũng dễ phát hiện. Hồi xưa thì mình câu mình không có xài lục lạc đâu, nhưng mà sau này thì mình cũng xài. Thấy có nhiều cái con cá nó ăn mà nó nhịp nhẹ quá, cái anh em không có thấy cái đọt cần nhịp á, anh em nói là mình dược xạo không à. Cho nên là thôi giờ mình sẽ gắn cái lục lạc vô. Để cho gì cá nó có ăn nhịp nhịp nó ghen ghen á thì anh em còn phát hiện được đó, anh em thấy mình giật. Ok anh em ha. Nè cái lục lạc thì mình sẽ gắn như thế này. Anh em lưu ý là gắn phen thứ hai nha, đừng gắn phen đầu nha. Đó là mình sẽ xài dây rút thôi. Cái này mình tính rút hai cái mà hai cái nó bị sượng rồi, rút một cái rồi. Đây mình rút dây rút. Vậy là ok nha anh em. Ok ha. Về phần hờ thì mình chắc thôi. Rồi đây mọi người, thì cám tộn xong rồi. Nhưng mà có cái là nước nó còn đứng đó, cho nên là hai anh em giờ ngồi đợi nước nha mọi người. Ngồi đợi nước thôi. Nước nó đứng, đang đứng nó chưa có chảy á. Thì giờ mình sẽ đợi nước lớn lên, nó bắt đầu nó chảy á, là câu mới được, cá nó mới ăn nha. Còn bây giờ là đứng nước là câu không con gì ăn hết trơn á, cho nên là ngồi chơi thôi. Đợi thôi, khoảng nửa tiếng nữa là câu được. Ok mọi người. Đây mọi người, thì hai anh em tính ngồi đợi nước chảy mà đợi không nổi mọi người ơi. Cho nên là giờ mình mượn bằng Hương ra cây cần mình cắm luôn nha. Đó. Nãy giờ thấy sôi tim vòng vòng. Ồ nó chẹt kìa. Yeah. Tim được, quá là tim luôn. Thả lại luôn ha. Ừ, thả lại xuống đi. Thì vậy thôi, bể cục cám. Đó.
thay cây cần mới luôn nè. Trời chín chỗ ghê mày. Thì nay thương câu 3 cây anh câu 1 cây nha. Ok dạ thôi. Em 2 cây anh 2 cây. Thôi anh câu 1 cây thôi để dính mất công thả uổng. Thả luôn. Thả luôn à. Rồi đó, mà con thương cắm đèn cây nha. Thôi ra cần luôn câu mấy kia luôn thôi. Trái rồi. Vậy là mình ngồi đây luôn ha. Ngồi đây câu xíu đi. Rồi. Đó thì thương cắm giùm mình cây đây nha. Rồi mình chắc mình sẽ cắm ở đây một cây quá, ở đây 1 cây nha. Còn hai cây kia có băng thương thì để băng cắm đâu băng cắm nha mọi người. Rồi cá ăn mình quay cho mọi người coi ha. Cái này không chị. Thôi mọi người không biết cái gì đây mọi người. Cá ăn không chị. Không không. Trước ngồi thẳng là cái gì chứ. Đó. Ăn cái gì em ơi. Ăn cái gì nữa. Ăn. ăn rồi nè chạy cái nè nè. Đó. Đó, ăn ghê, cái cần thương cắm ăn mọi người. Cứng quá, liềm cứng quá. Lộn. Còn. Được không. Đây, con đầu tiên nha mọi người. Hay quá thương ơi, thương lấy nhất gần. Đói ăn rồi mày. Ghê. Làm thấm gì vậy? Chào, cá hiền mà, cá dù nãy giờ mà. Đó, cá đang hiền nha mọi người. Hiền quá. Cái gian nhẹ cái nó be cục dây luôn. Rồi móc thêm mấy lưỡi nữa rồi. Trời. Dạy cho chắc luôn nè. Ghê. Con đầu tiên có hàng. Nhau lên. Hay quá. Rồi ok. Hiền quá. Còn nhỏ rồi là chắc ký mấy vậy. Phải 3 kg đâu lên mới chạy với này sao chạy nổi. Rồi vô gồng. Yeah. Con đầu tiên nha mọi người. Hay quá. Vừa căng nước cái này mày chưa kịp lớn nữa là đại đất liền. Rồi tiếp nha anh em. Rồi mọi người thì giờ là nước bắt đầu nó chảy mạnh rồi nè. Bây giờ hai anh em mình đã ra cần thiệt rồi nha mọi người. Hồi sớm là nước nó chưa chảy cho nên là ra cần chơi thôi mà nó cũng dính. Còn bây giờ nước chảy ra cần thiệt rồi đó. Giờ mà không dính nữa bó tay nha. Ok ha mọi người. Rồi mọi người nhìn thấy cái gọng này thấy không? Cái gọng mà nước nó chảy bay cái gọng luôn thấy không? Đó. Hồi sớm là nước đứng nha. Bây giờ chảy rồi đó. Bây giờ là chơi nha anh em. Hai cần luôn. Ê chạy. Gì ghê vậy? Bắt Khải. Đó anh Khoa, còn anh Khoa ơi. Khải ăn không? Nó đó. Có cái con kia nữa kìa. Quần rồi, bị quần rồi. Thì đâu có. Ổng nó nhịp, rõ ràng hai con nhịp mà. Cái cần kia dính con kia léo. Phải không? Có cái này nè. Mày dướng dây neo gì mà sao nó rút cái đợt cong xuống kì vậy? Phải không? Vậy mày dướng dây neo hả? Cái cong cái cần này chính xác luôn á anh ơi. Phải không? Nó đó. Trời rút luôn kìa. Ăn. Ủa kì vậy? Rút đã lắm hả? Kì vậy? Chạy. Còn cái thằng kia nữa không biết phải không? Chạy. Kia không phải. Lúc đãi ghê gì? Thôi bước mò lại nha nè. Con này có dính đúng không? Hả? Con này có dính đúng không? Có. Chạy lại nha mọi người. Nhìn cái đầu cần, cái cần đầu tiên giống nó dính quá anh ơi, nó sững sững sao á, phải không? Phải không? Không có hả? Đây mọi người, cần có bằng thương dính mọi người.
không? Ai biết cái nghiệp đó. Đây này, bữa nay là ngày cơ thương phải không? Cái giá hầu như là nhà tè hả? Bị gì hỏng chị hay sao á? Hỏng chị quá. À. Cây anh lấy không vậy? Tự nhiên dẹp đống nhà tè. Vậy hỏng chị à? Chú chạy quá. Chị 80. Gì vậy? Đây, đây cây của bạn Thương mới ăn mọi người. Cây trường đen đó mọi người. Kia á. Còn. Giống như nổ á. Cây trường đen mọi người, cây trường đen nha. Là cam Thương mọi người. Cái gì dưới như nó rát rát rồi. Bắt mọi người. Cái gì đây, cái gì đây. Đó. Dạ không, dạ không. Dạ. Dạ không. Phải chạy lên, chạy lên. Nó khỏi còn chắc nhỏ rồi. Trời ơi, cốt nổ, trời ơi, cốt bự ghê vậy. Vừa nãy giờ chắc nó quá. Quá hết cái gần này, gần khác. Trời ơi, cốt bự ghê. Không kiếp cốt luôn. Nãy giờ tưởng là cá to không? Đây mọi người. Cốt gần cá tầm gao nữa. Vậy nó cũng bự rồi. Tầm đai chứ không? Cốt về bự rồi. Ok mọi người nha. Cốt nha. Nãy giờ nhìn tưởng là cá to. Cá này nó cũng ba ngạnh nha mọi người. Cho nên là bắt nó cũng cẩn thận nha. Ta sẽ hẻo cho phát á. Rồi, ok nha. Ở đâm mình săn luôn gì rồi. Ở lũ mình săn luôn. Ghê thiệt, nguy hiểm nha. Rồi. Chà 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 chà. Cá nó tổ quá. Tổ quá trời cá, con cá này bự lắm anh em ơi. Ôi. Trời ơi. Nó không lên đúng không? Lên nó thở thôi. Dúng từ kia luôn rồi. Gì kia á? Còn không? Rồi, nó ổ cá. Rồi. Còn. Ê, anh rút cây cần đó là cây cần này lên nè. Hai cây xuống chung một cây lỗi luôn rồi. Ơi, ổn vậy? Còn cá gì vậy nè. Ê, của em nó tì. Đó không? Nó tì nè. Ơi, nó chạy xuống nè, không biết còn nè anh. Bắt thử coi. Nó chạy xuống. Coi ra chưa? Rồi, ổn như trời. Ê, lên không? Trời ơi, ổn. Mằng mằng coi nó lên không. Ôi xu thiệt chứ. Nè cái anh kéo cái cần này lên thì cái cần này nhịp nè. Còn dưới luôn á. Lên xuôi trên này được không ta? Xuôi ngược lại được không? Đó đó nhịp kìa. Ê kì vậy? Vậy là xảy rồi. Có cái lưỡi đấy coi. Cục nguyên à. Để là cục nhớt cái gì kìa. Trời ơi, vậy mà chạy luôn ơi. Trời ơi, xà mì chứ. Như tét nổ là gì á. Chắc tét nổ quá, đụng con khủng rồi. Tương không dây luôn.
Đủ dây ha. Rồi tư dây. Ok mọi người, sải. Mới giờ đổ đã đổ mới chưa gì hết. Đây đây đây, cá bự ăn, cá bự ăn luôn. Hương quay giùm anh thấy không? Hương quay giùm Hương, chạy với Hương quay. Nữa 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 mọi người ơi. Ôi. Nữa hả? Lên 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 lên. Bự bự, trời trời. Ôi đọt hết rồi mọi người. Ôi ơi, nữa hả? Rồi nữa rồi. Kỳ ta. Cá kỳ á. Chết luôn. Trời ơi, ổn vậy? Lên mẹ luôn, lên mẹ luôn. Lên mẹ đi, ngược lại đây đi. Không sao đâu, lỡ lại. Dưới này có này nổi nãy giờ ổn dưới chạy. Lên 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 mẹ đâu, anh gửi thử được không? Mất cá luôn hả? Trời ơi, lo kiếm cá máy. Gì vậy ta? Nó không đổ xuống luôn. À. Hay lúc quay qua là nó cụm rồi mà. Lo kiếm cái máy nữa chứ. Bởi đi câu thì cũng khó ghê cái vụ này. Giãn nách nữa. Để bấm máy cái lại rút vô rồi. Tắt luôn rồi, đẩy luôn rồi. Bứt nha nè. Bứt. Xui quá anh em ơi, cho nên là bây giờ thì mình với bạn Thương hai anh em sẽ chèo xuồng đi chỗ khác nha. Chỗ này xui quá. Sớm giờ là Thương dính được hai con chép con rút, còn mình thì ăn hai cái cắm đồ cần cứ ngắt gãy hết luôn hai cái, thua nha. Ok mọi người, bây giờ đổi chỗ mới còn sao ha. Thay mọi người, sớm dính con cá chép nhưng mà sau một cái sự cố nhỏ nhỏ thì con cá chép đã ra đi mọi người. Giờ chỉ còn lại cái gọng không thôi. Rồi, bây giờ hai anh em mình sẽ đổi điểm tiếp nha mọi người. Giờ là đi điểm thứ ba. Để đi điểm thứ ba coi sao nha. Hai điểm kia thua. Đây mọi người, cái cọng có mình ăn hai nha mọi người. Và đây là trái xài lấy ăn trộm nè. Giờ mời mọi người ăn xài nha. Nó ngọt. Có bóng đường mới nhỏ không nhỏ. Đi mà để vỏ rồi á. Vỏ rồi mình đỡ. Không mà cũng được. Cũng đỡ buồn miệng. Nhà hai em đều ăn rồi. Dưới thời gian là đỡ cá. Bây giờ xung quanh là thôi là bỏ điểm rồi đó. Ngọt quá à. Ngọt quá mới ngồi lại với nó đó. Ok mọi người. Xoài ngon. Ngon ngắt rồi mọi người. Mấy nó nhịp xuống á. Bịp mấy cái vậy á. Thấy không? Cần tưng tưng phải không? Tốt rồi. Còn thưởng đá đá nhẹ nhẹ vậy nó lên không hư ngon. Cái rút kêu bắt xuống đá tực tực vài ba cái vậy cái không chuẩn rút một cái là công tiếp nữa. Cái không vừa tối quá. Bỏ luôn rồi đó. Kỳ vậy trời. Cá ăn nha mọi người. Đó đó anh ta. Đó 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 đó. Đó. Ừ. Đó. Ý. Dạ. Đổ xuống rồi. Trời ơi.
Dính nụi con đống luôn vậy. Còn có mẹ cái con đồ dây đó mọi người ơi, trời ơi thánh thần ơi. Trời ơi có uy tín rồi nha, trời hàng chi nãy vậy, từng nãy nghe nhịp cái ben cái tự nhiên nín luôn, cái hồi nó mới nhịp lại thì à nó ok ha, trời ơi không ngờ luôn, không ngờ mà có thể làm vậy luôn, dính con cút cá mèn chung luôn ông nội ơi. Đó ok trời ngon lành chưa hả thầy nói chuyện rồi xuống nha nè đó đi nha ok rồi đây thằng lưu dính thằng lưu dính chưa hả trời ơi ý mẹ em chụp em làm liền luôn á, còn cá không trong viên ghê yếu nước ăn liền mà làm liền luôn mà xuống nước mà còn cá không không thấy luôn hả thấy luôn xuống theo liền hả xuống nãy đây nè ôi anh em nay câu mất gì ta câu trúng cái chỗ thiên la đi giỏng mọi người ơi. Rút cái gì nữa, tiếc ghê à. Chứ chạy nó công chứ. Xuống một hơi không? Xuống ghê luôn rồi. Không vậy đâu. Chụp cái là đi xuống hơi chứ đâu có mà tăng đá gì đâu. Không muốn cho nó chạy luôn, em gan chụp cần liền luôn á. Hàng có ký không á. Rút cái vô dây nữa. Đây 3 giây nữa. Bớt điên rồi. Rồi bớt nghe lên em. Xin chào mọi người. Thì bây giờ mình sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện về ngày 8 tháng 3. Đây là một chú chó cô đơn. Chú chó đực cô đơn có một cặp mắt buồn đang nhìn về một hướng gì đó gọi là xa xăm. Đó thấy chưa, thấy đang chăm chú chưa. Và đây bên đây là một em chó cái thật là rất là xinh đẹp nha. Đó thấy chưa, thấy người ta nhìn chưa. Và xa bên đây là một anh chó đực, đây có thể gọi là chồng hoặc là người yêu gì của cô ấy đó. Và đây để coi đó. Ê, bãi liền, làm vậy là bãi liền à. Đừng có làm vậy, vấn quýt thôi, giỡn thôi. Đó à. Thấy chưa đó. Thì đây là một cặp tình nhân làm gì đó mà khiến anh chó kia mặt buồn ngủ gội à. Đây là sự tích 8 tháng 3 nha anh em. Không có buồn nha, chặn rồi nói rồi nó không có buồn à. Rồi thôi giờ về mọi người ơi, nè mọi người coi mặt trời kìa, đó mặt trời nó cũng xuống núi, nó cũng gần xuống ngay cầu rồi, nó đỏ lòm nó sáng đất rồi mọi người. Thì bây giờ anh em mình quyết định về nha, đợi hoài mà nước nó không chảy với lại cá nó cũng nghỉ ăn rồi, cho nên là thôi về. Ngày hôm nay thì Thương câu được con cá chép, một con cá út, mình thì mình câu được con cá mè, con cá út. Nói chung bữa nay là làm được 4 con cá nha mọi người. Với lại sảy là mình sảy 2 con và bạn Thương sảy 1 con là tổng cộng 3 con. Thì ngày hôm nay là nó ăn cũng ok. 7 con nó ăn cũng 7 con đúng không? Đúng rồi. Nó ăn cũng 7 con nha mọi người. Nhưng mà rất tiếc là bắt không được. Với lại là hai anh em mình cũng đã thả hết rồi nha mọi người. Rồi thôi về bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong clip khác. Hy vọng clip khác sẽ ok hơn clip này.